Hôm nay ta sẽ dạy cho con một cái chiêu thức biến hóa khôn lường. Hồ Biên. Biên. Dạ. Con về dưới gán lo học hành. Có dịp con lên thăm ta nhé. Dạ. Ta nhớ con lắm. Chuyện anh giao cho chúng mày làm tới đâu rồi? Tụi nó có thằng nhóc nhỏ với một thằng đệ, xử lý nhanh, sạch gọn. Về anh thử. Lên. Máu của tiên gì trong phim? Tụi bay là một vụ quan hại. Dạo này tao thấy mày ngon lắm rồi đó. Con lớn nhanh quá. Đúng là nhà có điều kiện. Dạ. Con cầu nguyện cho gia đình mình mãi mãi hạnh phúc y như lúc bây giờ. Là tụi nó sắm cho đệ bộ đồ này nè, để tiện đi ăn mày. Tụi bay thoát khỏi tay tao đâu? Con chó, để em đi xử nó.